Xin chào tất cả các bạn. Chắc các bạn đã tìm đến cái clip này là những bạn yêu nhạc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi đàn guitar ở trên điện thoại iPhone. Mình đang sử dụng cây điện thoại iPhone 6 thường và được cài đặt một ứng dụng, đó là ứng dụng GarageBand màu đỏ có hình guitar đây. Đấy. Đấy. Đây là một ứng dụng dùng để phối nhạc, nhưng mà mình chỉ hướng dẫn các bạn hôm nay một cái phần đó là chơi guitar tích hợp trong cái ứng dụng này. Chắc hẳn các bạn đã từng sờ vào cái guitar ngoài đời thật, hoặc các bạn cũng đã từng học mà chơi guitar thật. Thì thực ra là chơi guitar thật thì nó rất là khó, nó cũng rất là dễ nhưng mà nó rất là khó. Cái giai đoạn đầu chúng ta bấm rất là bị đau tay. Thế nhưng mà và để nhớ được cái hợp âm ở trên guitar thật thì cũng rất là khó. Nhưng mà sử dụng cái ứng dụng này thì những cái khó khăn đấy đã hoàn toàn là đã giúp chúng ta là đã được cải thiện, giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta không phải bấm đau tay, chúng ta nhớ cái hợp âm nó không bị khó như thế nữa. Thế cụ thể hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài đệm bài Bình Minh Sẽ Mang Em Đi. Thì trước tiên là mình mở ứng dụng lên, sau đó chúng ta lướt gạt sang trái sang phải, chúng ta tìm đến cái phần gọi là guitar, chữ hoàn toàn là tiếng Việt. Chúng ta ấn vào cái cây đàn đấy. Thế thì cái bài này ấy, là chúng ta chơi ở giọng la thứ. Do vậy đầu tiên chúng ta phải cài đặt, các bạn vào hình cài đặt ở bên góc phải này, hoặc cài đặt bài hát. Chúng ta có thể chọn cái nhịp được hoặc là không được. Thì vì chúng ta chỉ chơi mỗi guitar nên chúng ta không cần phải quan tâm đến cái phần này. Ta chỉ phần ký hiệu khóa nhé. Bây giờ nó đang là C trưởng, có nghĩa là đô trưởng. Ta tích vào. Sau đó là tìm chữ A. Chữ A là La. Đấy. Sau đó chúng ta chọn sang thứ, la thứ, ấn xong. Thế trong cái bài này thì khi mình chọn như thế thì các cái hợp âm nó hiện ra đây, chỉ có đô trưởng, pha trưởng, si giảm, mi thứ, la thứ, rê thứ, son trưởng, mi trưởng. Thì những cái hợp âm này thì chỉ có cái hợp âm si giảm là trong bài chúng ta không sử dụng, mà chúng ta lại đang thiếu một hợp âm, đó là hợp âm son thứ. Vậy chúng ta sẽ sửa cái hợp âm si giảm này thành son thứ. Ta vào phần cài đặt và phần cài đặt bài hát, kéo lên, chúng ta chọn sửa hợp âm. Ta sẽ đây là nó đang ở si rồi, thì sẵn vừa mình gảy đấy, mình gạt ở đấy, chúng ta kéo lên và chọn son. Son như là chữ G, min tức là thứ, maje tức là thừa trưởng, chúng ta chọn min, tức là chúng ta đang thiếu son thứ, và chúng ta ấn xong. Như vậy là cái bộ hợp âm ở trên cái ứng dụng này đã đủ để chúng ta chơi cái bài Bình Minh Sẽ Mang Em Đi. Thì đây các hợp âm đã đủ rồi. Thì cái bài này ấy, đầu tiên để mà chúng ta chơi nó dễ thì chúng ta cứ gạt này. Từ cái dây to nhất, gạt nhanh nhanh một chút. Xin. Đấy, chữ xin là vào la thứ. Các bạn quan sát này. Xin hãy hôn anh thật. Đấy, chúng ta đầu tiên chúng ta chưa biết gảy. Thực ra nó cũng chơi cũng rất là thật. Nếu các bạn gầy khéo thì chúng ta thấy là
nó rất là phong phú ấy. Nhưng đầu tiên để chúng ta đệm mà nó dễ, chúng ta gạt. Vì mai đã xa nhau thật rồi. Các bạn quan sát cái hợp âm. Nếu mà các bạn chưa biết lấy ở đâu thì chúng ta vào phần hợp âm chuẩn chúng con, hoặc chúng ta search ở trên Google, ra đánh là Bình Minh sẽ mang em đi, và chúng ta tìm đến đánh thêm chữ là hợp âm chuẩn, chúng ta tích vào, chúng ta sẽ tìm thấy cái bài, hoặc là các cái bài khác mà chúng ta yêu thích thì chúng ta tìm như thế, ta sẽ tìm được các hợp âm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi từng câu một, từng đoạn một, từng câu một ngắn, rồi xong rồi từng đoạn một nhé. Câu đầu tiên này. Xin hãy hôn anh một lần. Đấy, chúng ta gạt. Xin hãy hôn anh một lần. Rất là dễ đúng không? Còn nếu mà chơi trên guitar thật, để mà chuyển được hai cái âm này, chúng ta lúc đầu học rất là khó khăn. Nhiều bạn chắc phải học mất khoảng vài tuần. Nếu bạn nào nhanh thì một vài hôm. Xin đấy, chúng ta chỉ việc trượt. Xin hãy hôn anh lòng. Và chữ xin và vào chữ hãy để chúng ta gạt. Chứ còn nếu mình cá rồi thì chúng ta đánh phong phú hơn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đơn giản trước nhé. Xin hãy hôn anh thật lòng. Vì mai đấy, xin là la thứ này. Thật lòng là thế. Vì mai ba bấm rất là sát nhau. Đã xa nhau thật rồi. Rất là hay và cũng tương đối là dễ. Nếu mình so sánh là cái đàn ở trên điện thoại với cái đàn thật thì đúng là nếu mà học như thế này thì chúng ta học sẽ rất là nhanh, rút ngắn được thời gian. Có điều là cái điện thoại của mình chơi thì nó không phong cách như là cái guitar thật, nhưng mà cũng giúp chúng ta giải trí. Xin hãy hôn anh thật lòng. Vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Đấy, như vậy là chúng ta đã chơi hết một cái cổ đầu. Để các bạn chơi lại nhé, chơi cùng mình. Xin hãy hôn anh thật lòng. Vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm. Mang em thật xa. Đấy, ta cứ gạt thế là chúng ta đã được một cổ đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học sang cổ thứ hai. Có bóng tới là son. Có bóng tới dưới lối anh đi. Đấy, hai hợp âm. Có bóng tối xin lỗi anh đi. Mới đầu chúng ta chưa quen, ta cứ tập một hai hợp âm, tức là một câu ngắn một nhé, chậm thôi. Có bóng tối xin lỗi anh đi. Buồn từng đêm vơ lạc bên. Trong câu này thì chúng ta thấy nó
khó hơn một chút. Khó ở cái điểm là thứ nhất là ba hợp âm trong một câu, và thứ hai nữa là cái hợp âm ba xong lại nhảy âm son, xong lại nhảy âm đồ. Đấy, nó rất là xa. Lúc đầu chắc chắn là chúng ta cũng sẽ bị hơi khó một chút, nhưng mà dần dần nó quen thì nó cũng rất là dễ thôi. Buồn từng đêm cứ vơ lạc bến mơ. Đấy, ta học từng câu một nhé. Xong tiếp theo là biết sẽ rất buồn khi nắng mai về, ước sẽ có ngày tay níu tay, một lần được nói cùng em rằng anh yêu em ngàn đời biết không. Đấy, cái hợp âm cuối cùng ta gạt thêm mấy lần nữa để chuẩn bị nó lại đổ vào một cái khổ tiếp theo. Chúng ta sẽ chơi lại cái khổ này một lần nữa nhé. Có mong tôi xin lỗi anh đi, buồn từng đêm vơ vơ lạc bên mơ, biết sẽ rất buồn khi lắng mãi về, ước sẽ có ngày tay níu tay, một lần được nói cùng em rằng anh yêu em ngàn đời biết không. Đấy, chỉ bằng một cái gạt mà chúng ta đi đúng hợp âm thì thực ra là đã là đệm nhạc đấy. Chúng ta đã làm nền cái đệm cái phần hợp âm mà chúng ta đi nền rất là tốt rồi. Thứ hai cái đoạn này bây giờ chúng ta kết nối lại nhé. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm, mình rồi sẽ mang em thật xa. Có bóng tôi xin lỗi anh đi, buồn từng đêm vơ vơ lạc bên. Biết sẽ rất buồn khi nắng mai về, ước sẽ có ngày tay níu tay, một lần được nói cùng em rằng anh yêu em ngàn đời biết không. Vừa rồi là trong lúc gảy mình đã chạm vào cái nút play này thì nó gõ, chúng ta khéo léo chúng ta không chạm những cái đấy. Mình do vừa nhìn hợp âm vừa đệm nên không tránh khỏi những cái lúc mà nó sai, nhưng không sao cả, để chơi vui là chính thôi. Mình hướng dẫn qua thôi, sau này chắc chắn các bạn biết chơi, các bạn sẽ chơi hay hơn mình nhiều. Bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo. Đoạn này thì lại giống đoạn đầu rồi, chỉ có điều là chúng ta sẽ nối nó. Ngàn đời biết không, xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa.
Đấy, khổ này thì là chính là cái khổ đầu thôi. Như vậy là học qua một lúc đã chơi gần hết cái bài Bình Minh sẽ mang em đi. Tiếp theo là khổ tiếp theo là gì nhỉ? Đây rồi. Khi quên em, khi em xa đi không quay về, đợi chờ em chưa mơ một giấc mơ. Từ khi quen, từ khi em xa đi đôi trường, em không quay về là thứ, đợi chờ em chưa vơ một giấc mơ đôi trường, son trường đôi trường. Đấy, ta chưa lại hai câu này nhé. Khi em ra đi không quay về, đợi chờ em chưa vơ một giấc mơ. Làm lại các bạn nhé. Khi em ra đi không quay về, đợi chờ em chưa vơ một giấc mơ. Sang câu tiếp theo. Có chút ánh sáng nào là thứ, có chút ánh sáng nào, có chút ánh sáng nào soi lối anh đi. Trong cái câu này chúng ta có thể bỏ gầm đô đi cũng được, cũng được, hoặc là chơi cảng được. Có ánh sáng nào soi lối anh đi. Trong cái hợp âm chuẩn thì đôi khi là các cái hợp âm có thể nó khó quá thì chúng ta chơi có thể bỏ qua, chúng ta giữ cái hợp âm trước cũng không sao cả, vì chúng ta cũng chắc là chơi nghiệp dư thôi, chơi vui là chính, là làm nào dễ là được. Có chút ánh sáng nào soi lối anh đấy. Nếu các bạn chơi cả ba hợp âm ở trong câu này thì càng tốt, màu sắc càng phong phú. Ánh sáng nào, có ánh sáng nào soi lối anh đi. Có tiếng khóc thầm ba trường về đêm mỗi mình. Người đành lòng mi thứ thế thật sao là thứ. Đêm nay ôi nghe tiếng tôi. Ta sẽ chơi lại cái khổ này nhé. Khi em ra đi, khi em ra đi không quay về, đợi chờ em chưa vơ một giấc mơ. Có chút anh, có chút anh sáng, có chút ánh sáng nào soi lối anh đi. Có chút, có tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi. Người đành lòng thế thật sao. Đêm nay ai nghe tiếng tôi. Khi chúng ta thạo, chúng ta có thể gạt xuống gạt lên thì theo đúng cái nhịp. Các bạn chơi lại khổ này cùng mình nhé. Khi em ra đi, khi em ra đi. Sao tay càng lúc càng rít nên đánh mồ hôi ra. Các bạn chờ mình chút nhé. Ra đi nào, chúng ta chơi tiếp nha. Khi em ra đi không quay về, đợi chờ em chưa vơ một giấc mơ. Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi. Có tiếng khóc thầm về đêm môi. Người đành lòng thế thật sao.
đêm nay ơi nghe tiếng tôi. Như vậy chúng ta đã đi được đến mấy phần rồi? 80%. Sang câu hợp âm của cái khổ cuối cùng nhá. Đây là khổ theo mình nghĩ là nó là một phần biến tấu một chút. Hãy hãy về đây, được chuyển giọng sang giọng son thứ. Hãy hãy về đây, hỡi em hãy quay về đi. Đoạn này là theo mình nghĩ là đúng là khó đấy, nhưng mà chơi trên điện thoại thì ra nó không khó. Khó ở chỗ là mình kết nối, mình hát cho nó vừa đúng đấy, nó hơi khó một chút. Hãy hãy về đây, hỡi em hãy quay về đây. Sang đoạn tiếp theo hợp âm thì cũng tương tự nhưng mà lời khác. Thử nhá. Nói nói một câu, à nói một một lời lời với anh. Nói nói một lời với anh, em vẫn nhớ anh. Kết nối lại hai cái đoạn này nhé. Hãy hãy về đây. Đâu nhỉ? Đây. Gạt nhầm rồi. Rê sang son, sang đô, sang ba. Hãy hãy về đây. Hãy quay về đây, nói nói một lời với anh, em vẫn nhớ anh. À, như vậy là chúng ta đã tập được 100% về gọi tạm thời là vỡ bài. Bây giờ mình phải kết nối lại. Kết nối lại. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan bóng đêm, mình bên rồi sẽ mang em thật xa. Có bóng tôi rơi lối anh đi, buồn từng đêm bơ vơ lạc lối về. Biết sẽ rất buồn khi tay níu tay. Một lần được nói cùng em rằng anh yêu em ngàn đời biết không. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan bóng
xa. Quý quên em, anh không quay về. Đợi chờ em chưa vơ một giấc mơ. Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi. Có tiếng khóc thầm mỗi mỗi khi. Người đành lòng thế thật sao. Đêm nay ai nghe tiếng tôi? Hãy hãy về đây với em. Hãy quay về đây. Mình đã hướng dẫn các bạn chơi xong cái bài, chơi đệm hát xong guitar trên điện thoại iPhone xong bài Bình Minh Sẽ Mang Đi. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like, share, chia sẻ. Và các bạn không quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày càng nhiều sức khỏe và niềm đam mê âm nhạc càng nhiều. Chúc các bạn sẽ chơi được guitar trên đàn, trên điện thoại. Xin chào các bạn.